Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Cách chọn tuổi sông Ngà năm 2020 cho người tuổi Thân, giúp gia chủ phát tài thân độc. Sông Đất là một nét đẹp của người Việt Nam chúng ta. Tết Canh Tý cũng đã sắp đến rồi, và chúng ta hãy cùng tham khảo cái cách chọn tuổi sông Đất tốt cho nhà mình sau đây. Từ xưa đến nay thì ông cha ta có cái quan niệm rằng nếu người khách đến thăm nhà đầu tiên hay được gọi là người sông Đất ấy, và nếu hợp tuổi thì cả năm đó gia chủ sẽ được may mắn và thành công trong nhiều chuyện. Chính vì thế mà mỗi nhà đều cố gắng lựa chọn người sông Đất hợp tuổi của mình nhất. Thì chúng ta biết rằng là chọn tuổi sông Nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, sợi lợi thành đạt, thì đồng thời là người có tuổi hợp với năm, ngày, sông Nhà và cái tuổi của gia chủ. Trong các cái video trước thì chúng tôi đã giới thiệu về cách tính tuổi sông Nhà năm 2020 hợp với năm và ngày sông Nhà. Tuy nhiên thì đối với từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp thì người sông Nhà còn cần hợp với tuổi gia chủ mới thật tốt. Vì vậy mà chúng tôi tính toán và tổng hợp lại các cái tuổi tốt sông Nhà hợp với năm mới, ngày sông Nhà, mùng 1 và mùng 6 Tết, và từng tuổi gia chủ để bạn dễ tra cứu. Và chúng tôi cũng tính luôn cả tuổi tương đối tốt ở trên cái mức trung bình cho hai cái ngày mùng 1 và ngày mùng 6 Tết Canh Tý năm 2020 để các bạn được một cái sự lựa chọn dễ dàng hơn. Và này, riêng về tuổi gia chủ thì chúng tôi chỉ tính tuổi tốt. Nếu người nào không tìm được người tuổi tốt, chỉ cần loại trừ người tuổi xấu như can, chi, xung khắc là được. Mặt khác thì chỉ cần người sông Đất hợp với năm, ngày hoặc tuổi gia chủ đã là tốt rồi. Nếu được đủ các yếu tố trên thì lại càng tốt nữa. Đối với ngày mùng 1 Tết thì chúng ta sẽ chọn những cái tuổi sau để sông Nhà trong người tuổi Thân. Đấy là chúng ta sẽ chia thành hai mức, một là số tuổi ở cái mức độ khá, ở trên trung bình, và thứ hai là cái tuổi tốt. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem trước những cái tuổi khá trước. Ở cái tuổi khá thì gồm có các tuổi sau: Đinh Mão, Đinh Tị, Mậu Tý, Mậu Dần, Kỷ Mão, Kỷ Tị, Canh Tý, Canh Dần, kiêm các tuổi có hàng can là Giáp, Bính, Tân, Quý, và hàng chi là Ngọ và Dậu. Trong những ngày mùng 1 này sẽ có các tuổi tốt sau chúng ta cần phải lưu ý. Đấy là Nhâm Dần, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Mậu Thân, Canh Tuất, Nhâm Tý, Ất Mão, Kỷ Mùi, Canh Thân, Nhâm Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn, Nhâm Thân, Ất Hợi, Đinh Sửu, Canh Thìn, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Hợi. Trong đó các cái tuổi như Nhâm Tuất 1982, Ất Sửu 1985, Nhâm Thân 1992, Ất Hợi 1995, Nhâm Thìn 2012, rồi Ất Mùi 2015-1955, tốt nhất vì được cả can và cả chi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đối với ngày mùng 6 thì tuổi Thân hợp với những cái tuổi nào. Thì trong những ngày mùng 6 thì chúng ta cùng chia cái tuổi để lựa chọn cho tuổi Thân, đấy là ở mức khá và mức tốt. Thì ở các cái tuổi khá thì gồm có Canh Tý, Canh Tuất, Nhâm Tý, Nhâm Tuất, Tân Mão, Tân Mùi, Tân Dậu, Tân Hợi, Quý Mão, Quý Mùi, Quý Dậu, Quý Hợi, kiêm các tuổi có các can là Giáp, Bính, Mậu, và các chi là Ngọ và Dần. Đối với các cái tuổi tốt phù hợp sông Nhà cho người tuổi Thân trong những ngày mùng 6 này, đấy là Tân Sửu, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Canh Thân, Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Ất Hợi và Đinh Sửu, Canh Thìn, Tân Tỵ, Ất Dậu, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Quý Tỵ, Ất Mùi, Đinh Dậu. Trong đó những cái tuổi như Ất Tỵ 1965, Đinh Tỵ 1977, Ất Sửu 1985, Đinh Sửu 1997 là tốt nhất vì được cả can và cả chi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những cái tuổi hợp với từng gia chủ tuổi Sửu để sông Nhà trong cái năm 2020 này.
Thứ nhất, đối với tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 và 1944, Giáp khắc mộc và canh hợp với Kỷ. Như vậy cái tuổi hợp ở đây là Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Giáp Tý, Bính Tý, Nhâm Tý, Giáp Thìn, Bính Thìn, Nhâm Thìn, rồi Kỷ Sửu, Kỷ Mão, Kỷ Tỵ, Kỷ Mùi, Kỷ Dậu. Thứ hai là đối với tuổi Bính Thân sinh năm 56 và 2016, nhật Bính khắc canh và Nhâm hợp với Tân. Như vậy cái tuổi hợp đây là Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Giáp Tý, rồi Bính Tý, Mậu Tý, Giáp Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, rồi Tân Sửu, Tân Mão, Tân Tỵ, rồi Tân Mùi, Tân Dậu, Mậu Thân. Thứ ba, đối với tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 thì Mậu khắc giáp Nhâm hợp với Quý. Nhưng mà cái tuổi hợp đây là Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Mậu Tý, Bính Tý, Canh Tý, Mậu Thìn, Bính Thìn, Canh Thìn, Quý Sửu, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Dậu. Tuổi thứ tư, đó là tuổi Canh Thân năm 1980, canh khắc Bính giáp và hợp với Ất. Như vậy cái tuổi hợp ở đây là Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý, Mậu Thìn, Canh Thìn, Nhâm Thìn, Ất Sửu, Ất Mão, Ất Mùi, Ất Dậu. Thứ năm, đấy là Nhâm Thân sinh năm 1992 và 1932, thì Nhâm khắc Mậu, Bính và hợp với Đinh. Như vậy cái tuổi hợp ở đây là Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Giáp Tý, Nhâm Tý, Canh Tý, Giáp Thìn, Nhâm Thìn, Canh Thìn, Đinh Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ, Đinh Mùi và Đinh Dậu. Vâng, quý anh chị thân mến, như vậy là trên đây quý anh chị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu các cái tuổi mà phù hợp để xông nhà cho người tuổi Thân trong năm 2020 này. Và mong rằng thì qua cái video này, các bạn đã biết được ai sẽ là người phù hợp để đến xông đất đầu năm cho gia đình của mình rồi. Và chúc các bạn và gia đình của mình sẽ có một cái Tết vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.